Hello, chào các bạn. Mình đang ở nick của bạn tên không các bạn ạ. Và bạn ấy nhờ mình mua cái gói Divine Pass với cái giá là hiện tại trong game là 198.000. Thì mình lấy bạn ấy là 300k Viettel nha các bạn. Tại vì card nó bị chiết khấu đấy. Mà bạn nào thì cũng muốn mua như bạn ấy thì có thể liên hệ mình nha. Rồi bây giờ mình mua cho bạn ấy cái đã. Rồi, đây là Divine Pass cho các bạn ạ. Unlock này. Thu xong rồi, 248.000. Này 248.000 là mình lỗ rồi. Cái này để từ mình liên hệ bạn ấy thêm tiền sau bạn ạ. À. Bây giờ mình cứ mua cái đã. 248 mình như đủ sao? Trong tài khoản mình vẫn đủ. Rồi ok đã xong. Bạn nào mà muốn mua như bạn ấy hoặc là cái mua cái gói mà 50k 200 game đấy thì gửi cho mình 100k Viettel nha. Rồi ngoài ra thì bên mình còn có các dịch vụ như là game nè, game mover đồ các kiểu. Bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ mình và ốp nữa, ốp Blue God hoặc là ốp con gì mà bạn cần thì mình nếu có thì mình đều bán hết nha. Thiệt tình đang quảng cáo mà nó đang BR quảng cáo mà nó lại đi quảng cáo như thế này thiệt. Không lầy quá ông ơi. Nhấn nút home nha, cái là nó gian nhỏ bạn. Này lầy quá. Rồi mua này xong ha. Rồi bên mình còn có đây các bạn ạ. Nhầm. Shop đâu? Shop chỗ kia. Đây, ngồi đây bên mình còn có con nha các bạn. Con đồ các kiểu bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ nha. Con game nha. Này con gói 50.000 con nè, là 50.000 con là 750k. Đây gói 1.700 game là cũng là 750k. Đấy. Rồi và gói 800 Flash Tamer cũng là 750k nha các bạn. Rồi bên cạnh đó thì còn có game Tech nữa các bạn ạ. Đây. Rồi không quay quay lại. Rồi. Bên cạnh đó thì còn có game test nữa nha. Đây hiện tại test game đang là X2 nè các bạn. Bạn nào muốn mua game bên test thì cứ liên hệ mình nha. Mình sẽ thông báo giá và tư vấn cho. Rồi. Ok các bạn. Và các bạn muốn liên hệ mình thì rồi bạn nào mà muốn liên hệ mình thì các bạn liên hệ qua Facebook hoặc Zalo nha. Các bạn nhấn vào những cái tập series tập này nè. Thì ở trong cái phần mô tả nó sẽ có nha các bạn, có thông tin của bên mình về Facebook và Zalo các bạn liên hệ nha. Rồi, nhấn vào đây không? Nhấn vào đây. Rồi, đây kéo xuống dưới nè các bạn. Đây Facebook nè các bạn ạ. À, Facebook và đây là đây nick Facebook nè, đây nick Zalo nè các bạn. Các bạn nhấn vào và kết bạn một trong hai nha và liên hệ cái gì mình sẽ thương lượng nha. Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và hôm nay thì nó có bán cái Rebel Happy Start các bạn ạ. Ở bên nick cái này thì chưa có cái nào. Bây giờ mình vào mình làm một cái cho cái nick này các bạn ạ. Rồi, đầu tư cho cái nick này một một cái Happy Start thôi. Rồi, ok các bạn. Và tiếc cái là bên này thì nó không có gì ta, nó không có cái Rebel token các bạn. Nó có bán Rebel token thì mình mua mình nâng lên level 7 luôn, mà để mình thoát game vào lại thử xem nó có không nha các bạn. Rồi mình đã vào lại game rồi các bạn ơi, và có vẻ như là cái offer nó hết rồi, không có bán cái Rebel token các bạn. Còn ở bên nick mình thì lại có, mình thì là có Rebel token. Biết các bạn có không nhỉ? Đây, Rebel Happy Start level 5. À, ít bữa nữa cho mấy con gì ta? Mấy con rồng mới xâm mấy các bạn cho hết vào đây cho nó sừng sức trái cây. Đây là mấy cái Happy Start đặc biệt nè các bạn ạ. Giờ thêm cái này nữa. Đấy, rồi. Rồi ở acc này thì mình cày mình sắp lấy được cái quả
Harris Ajax rồi bạn. Đấy, sắp lấy được Harris Ajax này. Các bạn muốn lấy được cái Harris Ajax thì bạn chơi phải tầm, mình chơi tới level 70, mà một level như vậy thì chúng ta tốn khoảng là 30 mover các bạn, 30 mover. Vậy thì đến level 70 thì tổng cộng là mình tốn là 2 triệu mốt. Đó, level 7 70 là 2.000 mốt nhá, 2.000 2.100 con các bạn ạ. Đấy, bạn nào muốn có Harris thì tích khoảng 2.100 con thì sẽ lấy được nha. Rồi, còn ba cái này thôi. Ok, xong luôn. Đây mình làm nhiệm vụ hơi lố các bạn, dư 98 cái mover rồi. Rồi, Harris Ajax được con rồng này. Hai Diabolical, con rồng Harris thứ ba trong hạt này các bạn ạ. Harris thứ ba. Rồi còn mấy cái này thì phần quà sau thì chịu nha các bạn. Phần quà sau chắc là không lấy gì thêm. Rồi coi như là hạt này xong sự kiện các bạn. Còn ở hạt mình thì sự kiện này là không chơi luôn rồi. Sự kiện này không có gì chơi hết các bạn. Chủ yếu là hạt này cả game thì đi lấy cái ống nghiệm ấy. Là đi ráng chơi để lấy cái ống nghiệm cuối, chứ còn cái chính của mình thì mình không chơi sự kiện này luôn mà. Được 4 mảnh vàng rồi, xong rồi không chơi gì nữa hết. Rồi, bây giờ đang có số con ở trong cái sự kiện thì đi luôn nha. Rồi, đối với cái hạt này thì mình nghĩ là không cần lấy cái rương Lucky Bridget các bạn ạ. Tại vì các phần quà trong này thì hạt này dư sức để mua rồi. À, chắc nên lấy chứ. Là nó ra ống nghiệm Legend thì cũng ngon các bạn. Thôi lấy luôn. Đó, được 5 ống nghiệm Legend thì cũng đỡ phần nào cho việc tri ốp sau này. Sau này hạt này thì mình sẽ kiếm ốp Brider Full, Hexer rồi gì đó, Blood rồi gì đó, mình tre về cho hạt chính các bạn. Chỉ là tre về cho hạt chính thôi. Mà muốn tre được thì phải có ống nghiệm, là phải cày sự kiện. Như sự kiện này thì móc cuối là 50 ống là phải lấy nè. Rồi mấy cái rương này cả ống nữa, ráng vào lấy luôn các bạn. Này level không cao nên là cái cây nó ít hơn ạc mình các bạn. Ạc mình là 34 nha, ạc này 26 nha. Rồi, lấy một cái rương nữa nè. Rồi, ba Hero Shack. Rồi, xem thử trong này cái gì đây. Đấy các bạn, ngon ngon. 5 ống. Chỉ hóng một cái đó thôi. Rồi, Cool Star rồng có thể like được. Rồi, ở này còn một rương Lucky Bridge chết ở phía trên kìa, lên lầm luôn. Rồi một mảnh đỏ. Rồi, trong này chướng gì đây? 5 dốc cốp Legend các bạn. Rồi, con rồng tiếp này được là 2 rương. Cái này chưa mở ra được cái vàng nào luôn nha các bạn. Thằng này chỉ toàn cứ xanh với đỏ thôi. Còn nhà của mình chưa gì để mở ra vàng rồi. Là thành ra sự kiện cũng không muốn chơi nữa luôn. Con rồng cổng không gian 20 20 ốp.
Rồi 5 ống Heroic để đổi được 2.000 op hơi căng các bạn. Mặc dù quạt này thì có thể làm được được 2.000 op đấy, để tre mà chủ yếu là ống chắc chắn là bị thiếu rất nhiều các bạn. Rồi lần kia lấy cái rương nữa nha. Rồi, ba mảnh đỏ. Chìa khóa để đánh 6x6 này. Đằng này tính ra cũng không mấy chìa luôn các bạn. Chưa đánh 6x6 luôn ấy. Rồi, 5 ống lên gần. Đấy, nãy giờ là được 10 ống rồi các bạn. 10 ống là tre được 5 lần rồi. À, lấy thêm cái rương Lucky nữa nè. Rồi có khi là hết con luôn rồi á. 450 đúng không? Đây để cho làm anh các bạn. Đây, bride được full lên ha. Chẳng lên 30 luôn nha. Rồi, 30 là tạm tạm thời như vậy các bạn. Còn sau này cho lên level cao sau. Đây, quay lại sự kiện. Rồi, lấy cái rương nữa. Được là 5 giúp có hát. Mở rương khá ngon các bạn. Rồi, ok. Vậy là xong. Ghét game trụ nè. Quảng cáo thì coi rồi các bạn. Quảng cáo còn quảng cáo kia chưa coi thôi. Đợt này hiện tại mình vẫn đang trong quá trình xây dựng đảo các bạn ạ. Đang chuẩn bị xây thêm một số nhà Legend. Nói chung là xây thêm một số nhà bua chứ, để chuẩn bị ngày 17 này là có sự kiện MLG các bạn, thì vào để nâng cho Boss City và Negati Summon ra kiếm rồng làm trái cây, mà vấn đề vàng thiếu nhiều quá không có xây được hai bit stack. Rồi ok, và video này là kết thúc nha, chào tạm biệt các bạn.